Ngày 28 tháng 12, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc chương trình hướng dẫn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội năm 2023. Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo chương trình lễ bế mạc. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và 370 hạt nhân văn hóa văn nghệ nòng cốt. Âm nhạc trong các vũ điệu dựa trên các bài hát quy định trong quân đội và một số bài hát phù hợp có tính kết nối cao. Động tác trong vũ điệu mạnh mẽ, trẻ trung, dễ thực hiện. Hoạt động phổ biến các vũ điệu tập thể mới phục vụ các sự kiện văn hóa văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho bộ đội, nâng cao thể chất, kỹ năng giao tiếp văn hóa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng chí, đồng đội, tình quân dân, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc, truyền thống quân đội cho cán bộ chiến sĩ. Với mục đích yêu cầu của kế hoạch tổ chức hướng dẫn các vũ điệu đã đề ra, qua thực hiện tổ chức triển khai thực hiện, trong thời gian ngắn các học viên tham gia chương trình hướng dẫn vũ điệu đã được tập trung hướng dẫn kỹ năng, phương pháp ứng dụng, động tác cơ bản của 5 vũ điệu theo giáo trình quy định của ban tổ chức hướng dẫn, thiết thực phục vụ hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ quan đơn vị cơ sở. Hôm nay xem các đồng chí biểu diễn báo cáo thì có thể thấy là cơ bản thì các cái động tác, những động tác cơ bản này chúng ta đã nắm được rồi. Tuyến đi, tuyến đến. Tuy nhiên là cái tinh thần của nó thì chắc là cũng ngắn quá để chưa thể hiện được cho nó thật sâu sắc cái tinh thần của các cái vũ điệu này. 370 đồng chí học viên nay ở các cái cơ quan đơn vị là những cái hạt nhân nòng cốt. Đấy, chúng ta về đây để tiếp thu cái 5 vũ điệu này. Về chúng ta có tham mưu cho cấp ủy chỉ huy ở các cơ quan đơn vị có kế hoạch, có hình thức phù hợp để truyền bá, để hướng dẫn 5 vũ điệu này đến từng cán bộ chiến sĩ ở cơ quan đơn vị mình. Truyền bá cho cán bộ chiến sĩ hiểu được cái tinh thần của nó. Đây chính là cái sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, của Bộ Phòng, của Tổng cục Chính trị đối với cái môi trường, xây dựng môi trường văn hóa cho bộ đội hiện nay. Sau 5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, chương trình hướng dẫn các vũ điệu sinh hoạt tập thể năm 2023 đã hoàn thành tốt nội dung, đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra. Các đồng chí giảng viên, học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã phối hợp hiệu quả, nỗ lực trách nhiệm cao, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng để 5 vũ điệu được tiếp thu thành công trong thời gian ngắn. Với 5 vũ điệu dân vũ được các hạt nhân văn hóa văn nghệ từ các đơn vị trong toàn quân thể hiện thành thạo, chuyên nghiệp và đầy sáng tạo. Với những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu được, các hạt nhân văn hóa văn nghệ tiếp tục phát huy năng khiếu sáng tạo, ứng dụng âm nhạc phù hợp với các sự kiện của đơn vị để dàn dựng thực hiện 5 vũ điệu với sự phong phú, tạo nét đặc trưng riêng biệt ở đơn vị mình. Đặc biệt trong các hoạt động văn hóa văn nghệ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.